Hello, chào cả nhà. Xe máy Hồng An đọc ở Sài Gòn xin kính chào cả nhà. Hồng An chúc toàn thể bà con cô bác ngày thứ năm luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha. Đây là số điện thoại của xe máy Hồng An 0368888383 và 0907957435. Và địa chỉ là lô F02, chung cư Bình Thới, đường số 8, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp đến hôm nay Hồng An giới thiệu anh em cái con Phiêu thời Nhật đời 202. Hàng là vừa mới đem về luôn nha anh em. Trước tiên là anh em coi cái giấy khai sinh của em nó. 51B68343 một chủ nha anh em. 202 nha, xe này là thăng ký tháng 2 202. Con này là đầu HVN. Xe này rất đẹp nha anh em. Mai sẽ quay chi tiết từng bộ phận cho anh em xem. Con này là một con xe và đáng để anh em chơi đam mê sưu tập được nha anh em. Xe rất đẹp, nói chung là zin nguyên bản ngoài chưa cặp vỏ thôi anh em ơi. Xe này da yên còn nguyên hết á, da yên cặp kiếm, cặp kiếm thương sờ zin luôn nè anh em. Chìa khóa zin, da yên còn, ngoài trừ cái cặp vỏ thôi. Xe rất đẹp nha. Con này long lanh nha anh em, ốc tán là còn màu đó, căm móc là còn trắng trắng sáng luôn anh em. Tín đồ nào mà đam mê dòng Phiêu thờ chơi con này là tương đối là một con xe là để mình chơi muốn cà phê pháo sưu tầm, ở giá cũng hợp lý nha anh em. Nói chung là nhìn vô là không chơi vào đâu hết anh em ơi, nó đều lắm. Một con xe zin anh em nhìn nó đập vô con mắt mình, nó đều đều xe rất đẹp. Áo zin, áo zin, tem zin vàng bạc trắng phới luôn. Là Hồng An cũng chưa có rảnh bát lại nha. Anh em mua về chịu khó bát. Khi nào Hồng An rảnh Hồng An sẽ bát nó lại cái. Bao tay zin cặp kiếm. Cái zin theo xe luôn anh em. Xe này là không có dán keo. Một chủ mua thùng bây giờ luôn anh em. Tay thắng còn nguyên nè. Mày em đi từ từ nha. Anh em chịu khó mình xem. Mày máy đặt chuẩn 95% luôn nha anh em. Nhích ra là nhóm nhóm á. Đầu nồi chưa rớt. Còn bộ căm bộ ốc của nó nè. Vỏ để một cũng nứt luôn thấy không. Xe mà họ nó ít đi á. Thực sự mà ai mà lấy xe này đi không ai dám đi đâu anh em, nó nứt hết trơn à. Rất nguy hiểm nha. Chẳng hạn như Hồng An mà lấy xe này đi, Hồng An là buộc phải là thay cặp vỏ rồi. Cứ để nó nguy hiểm quá, nứt hết trơn anh em. Rất nguy hiểm. Dĩa là hình như là không có khuyết nhiều đâu nha anh em. Xước cái dài đường chỉ thôi. Tán vàng ươm. Này chưa mở nha, bố thắng vẫn còn zin nha anh em. Xe này bố thắng vẫn còn zin theo xe luôn. Chưa thay bố nha anh em. Anh em thấy căm cái này nè. Quay xa nó đẹp hơn nhiều lắm. Quay gần quá đâm ra nó cũng không có được rõ, bị xa nè thấy không? Nó heo nè. Quá mới quá đẹp luôn, chưa có vết chày luôn anh em. Chủ xe họ giữ kỹ cái đó đó.
áo gì đi ra nữa nè. Ấp tán không? Bàn ươm nha anh em. Nắp súp bắp là chưa chỉnh luôn nha anh em. Điện xăng. Ấp keo máy bên trong anh thấy không? Bàn ươm mà. Xe này là về là Hồng An cũng chưa có rửa đâu, tại xe nó cũng sạch sẽ rồi. Thấy đi cũng kỹ, nó sạch sẽ đâu cần rửa đâu, để nguyên thôi. Chủ xe họ rửa sạch sẽ rồi họ để luôn, họ không có sử dụng tới, lâu lâu nổ máy này kia thôi. Nó sắp bắp chưa chỉnh nữa nè. Chưa có chỉnh sắp bắp chỉnh cò luôn. Đẹp. Bàn ươm vẫn còn nha anh em. Để ông em nổ à, mình nổ máy luôn đi ha, chẳng mình nổ máy luôn đi. Mình vừa quay mình vừa nổ máy cho anh em nghe luôn, dễ hơn. Bài thuốc này ở sáng. Quên, nãy giờ quên. Nhưng cái hướng này nó sáng, mình nhìn nó rõ. Cái chiều kia nó bị che rồi. Đẹp lắm anh em ơi. Để cái đó vàng luôn nha anh em. Đùm đồ cặt te rồi thấy nó vàng vàng nha anh em. Xe mà để lâu á nó có một cái lớp nó màu vàng vàng. Cái này nha. Con này phục zin theo xe chưa mở nha, chưa mở, chưa canh chỉnh luôn, chưa phục hồi nha anh em. Quá nè. Bồ này thì anh em thấy rồi. Trắng sáng, không có móp méo gì hết nha anh em. Má quay kỹ lắm. Mà quay chậm chậm anh em coi cũng dễ nữa và không có bị để bị sót. Không có sót chiếc xe nha anh em.
mà ông ấy tới quay lui 2 lần 3 lần luôn đó, là một bên anh Hồng An anh em là coi cũng kỹ rồi, không có sót nha anh em. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên luôn, đủ hết. Thành ra anh em nào chốt thì nó chắc chắn là hình dạng anh em cũng đã coi rất rất kỹ rồi, không có bị sai đâu. Còn công tắc ha. Quay chậm cho anh em coi nha. Chìa khóa zin còn anh em, chìa khóa zin chỉ còn một thôi nha anh em ơi, chỉ còn có một chìa zin thôi à. Dây zin còn nha anh em, zin luôn nha. Zin theo xe chưa bấm luôn á, dây còn đẹp lắm. Thùng xăng là ốc cũng còn ngào. Thấy mình sườn không? Đen mung rồi anh em. Chưa mở luôn anh em, cái phục á, thấy không? Chưa mở, chưa có dấu thẹo luôn. Điên đẹp. Thấy không? Sườn còn bóng bẩy lắm, sườn dày cui à. Chưa có bị xuống sơn luôn nha anh em. Đẹp quá nè. Đẹp lắm, chiếc xe bên đây nha nè, đảo hướng oxy. Số 10 nha anh em, đời 202 là ốc số 10 á, còn mà đời 204 trở lên rồi nó ốc không có số 10, nó mà là ốc dấu chấm chấm không, dấu chấm không à. Đẹp quá anh em, phục lóc thấy không, nó dợp như nào hết trơn nha anh em. Rồi đặt bè băng mà sẽ quay dưới cho anh em coi nha,
Turbo này không? Turbo còn chánh sáng luôn nha này. Đẹp quá anh em, đồ zin. Em nghe tiếng máy không? Như hình như là không không nghe tiếng luôn đó. Vô còn xanh lè thấy áo giúp son giòn không? Vô còn xanh luôn nha anh em. Quá anh em ơi, máy chắc lỗi luôn. Máy đặt chuẩn 95% nha anh em. Đây là nhóm nhóm đó. Quá đẹp. Xe này Hồng An chưa có mở ra rửa bên trong nha. Nếu anh em chịu khó mua về rửa vệ sinh lại cái nó trắng ngới luôn nha anh em. Ốc nó còn màu vàng đó, 7 màu đó anh em thấy không? Anh em mua về chịu khó về rửa sạch sẽ lại cái là ốc là lên màu luôn đó nha anh em. Rất đẹp. Đùm nó vàng luôn anh em. Thấy không? Để lâu nó vàng luôn anh em thấy không? Cố thắng zin luôn nè. Anh nghe không? Cực kỳ ấm luôn máy anh em. Nồi vẫn còn chả mà chả ít nha, chả nhẹ lắm nha anh em. Cái nồi mà còn chả nhẹ là họ đi kỹ lắm á, còn mà chả lớn lớn quá là đâm ra nhiều khi họ đi họ sóc gai nhiều quá, đâm ra cái cao su trong cái nồi nó hơi bị mòn, đâm ra cái tiếng chả nó lớn. Những dòng xe mà có chả mà chả nhẹ là chạy rất ít nha, họ cảm giác xe họ chạy họ không có lên mà sóc gai nha, sóc gai sóc nồi nhiều là nó sẽ chả lớn nha anh em. Con xe cực kỳ chích. Cực kỳ chích luôn anh em ơi. Đẹp quá anh em. Ít có ai bảo quản được những cái chích chỗ này lắm. Đi không khéo là bị chày bị dờ phết nha anh em. Nhất là những cái dấu này nè, dễ bị thay bố là mở ra nè. Dấu sơn còn nguyên nè. Ôi trời, dĩa anh em thấy không? Con này đi tầm 30.000 đổ quá lại anh em ơi, không hơn đâu. Quá đẹp. Anh em nghe máy nè. Và nói chung ra trong cái clip này Hồng An cũng nói luôn, xe này là HVN nha. Và thường người ta thường nói là HVN cái chất lượng máy nó không bằng đầu ET. Cái đó là chính xác nha anh em. Cái máy dòng ET lúc nào nó cũng chắc hơn nha anh em. Ấm hơn, chắc hơn. Nhưng mà ở đây mình nói về cái vấn đề là khi hai chiếc cùng xuất xưởng nha anh em.
anh em nên nhớ cái phân biệt là hai xe cùng xuất xưởng á, mình đánh giá chiếc hai xe mà cùng xuất xưởng, hai xe khui thùng ra, một chiếc xe HT đầu ET nó sẽ ấm hơn, và đầu HVN nó cũng ấm, nhưng mà cái chất lượng thì nó thực sự là cỡ 9-10 với thằng ET nha anh em. Chất lượng máy đó 9-10 thôi, nó cũng không đến nỗi mà thua xa đâu anh em. Nhưng mà quan trọng là khi mình hai chiếc cùng xuất xưởng nhau, còn khi mà đã đi mười mấy 20 năm, cái quan trọng là cái người chủ sử dụng nha anh em. Cái vấn đề này không phải là do cái cục máy nữa nha anh em ơi. Anh em nên phân biệt nha. Mình chơi xe mình cũng nên am hiểu nha, chứ không phải buộc là máy ET là phải ngon, phải chắc. Cái đó là chính xác là khi hai xe cùng xuất xưởng nhau, còn mới đập hộp mình chạy ra cái cảm nhận xe nó khác nha. Còn mà khi đã sử dụng, đừng nói anh em mà sử dụng qua 3 năm hoặc 9-10 năm, là cái vấn đề máy là bây giờ phải lệ thuộc vào cái người sử dụng chiếc xe nha. Không phải quan trọng vô cái vấn đề mà đầu ET hoặc HVN nữa nha anh em. Mình chơi xe mình phải am hiểu nha. Cái người đi xe HVN họ giữ xe kỹ, thì cái thằng cái người mà máy ET họ không biết bảo quản, họ không thay nhớt, thì nó cũng như là một chiếc xe Trung Quốc đó nha anh em. Một người mua chiếc xe Trung Quốc mà họ bảo quản kỹ thì nó cũng êm thôi. Còn một người đi chiếc xe Nhật đầu ET mà không thay nhớt, lột dên này kia làm máy lợi, thì nó cũng như còn tệ hơn một chiếc xe Trung Quốc nha anh em. Đâm ra cái vấn đề Hồng An hôm nay nói là không phải phân biệt cái ET hay HVN gì hết. Mình phân biệt là chẳng qua hai chiếc cùng đập thùng mình xuất xưởng ra, thì cái chất lượng hàng nó 9-10. Đó. Còn mà khi đã qua người sử dụng trong cái khoảng thời gian mười mấy 20 năm, thì anh em đừng có bao giờ đánh giá cái cục máy ET và HVN nữa nha anh em. Là do mình đánh giá là do cái chất xe còn zin hay không, và quan trọng cái người bảo quản có được kỹ hay không, đó là vấn đề nằm ở chỗ đó, chứ không còn liên quan đến cái vấn đề mà đầu ET hay HVN nha anh em. Chẳng hạn chơi chiếc này nè, HVN nè, anh em nghe đi, cực kỳ luôn nha anh em. Đó, anh em nghe đi, anh em nào mà đem chiếc xe mà đầu ET cỡ như vậy đem qua nghe coi con nào ấm hơn, Hồng An mời một chầu dầu bia nè. Đó, anh em nào có chiếc xe nào mà đầu ET, đầu nồi chưa rớt, đem qua đây. Đó, nổ máy với con xe này, anh em nghe chịu khó nghe kỹ nha, coi nó có xào cái gì không nha. Đó, thử đi rồi mình anh em phân biệt, mình ở đây mình giao lưu chia sẻ cái kinh nghiệm xe thôi nha anh em, chứ ngoài ra không có vấn đề gì hết. Đó, con này là HVN anh em, hai đó anh em nghe tiếng máy đi. Đó, không mang bịch lại cái bô cho anh em nghe kỹ luôn nha. Không mang để sát luôn cho anh em nghe vấn đề cái đầu ET HVN máy móc gì đó. Đó, anh em nghe đi, có không? Đó, xe này là chủ xe họ đi kỹ nha, đâm ra anh em cứ đừng nên phân biệt là ET hay HVN gì hết nha. Vấn đề là quan trọng cái người sử dụng nha anh em. Đó, anh em nghe cục máy không? Anh em nghe kỹ đi em. Đó, có nghe tiếng máy gì đâu. Anh em thử lấy sách một con đầu ET vô Hồng An, anh em nào mà trong muốn giao lưu học hỏi đó, anh em mình cá nhau một chầu bia, sách con đầu ET nào vô đầu nồi chưa rớt đem qua đây, ai mà nó kêu lớn hơn thách đấu thử cái coi cái máy móc làm sao, ai thua thì mời anh em một chầu bia mình chơi thôi, một thùng bia mình chơi, mình nhậu nhẹt, mình giao lưu đó anh em. Đó, cái này là anh em học hỏi chia sẻ thôi. Đó, nó cũng y chang nha, chẳng là gì hết anh em ơi, chứ nó không phải là cái gì đâu. ET chứ người mà sử dụng không có kỹ thì họ cũng như một chiếc xe Trung Quốc thôi anh em ơi. Vấn đề nó nằm ở đây vì nó là một chiếc xe Nhật, hàng nhập mà. Đó, chất lượng nó tuy rằng nó chênh lệch là khoảng 9-10 nha anh em,
cũng giống như quay pha lốc máy đen, lốc máy với lốc máy trắng vậy đó. Đó. Lốc máy đen thì nó máy nó ấm ấm hơn, lốc máy trắng nó hơi xào hơn. Nhưng mà quá trình sử dụng mười mấy năm thì vấn đề này nằm ở một người chủ họ sử dụng chiếc xe có bảo quản kỹ hay không thôi. Một người đi chiếc xe mà lốc máy đen mà họ không bảo quản trong quá trình 2 năm thôi là cái máy nó cũng thua rồi. Đó. Một người sử dụng cái lốc máy trắng mà họ đi bền hay nhất thường xuyên thì nó cũng vậy thôi anh em. Bình thường mình đừng có đặt vấn đề vô nặng vô cái đầu của ETHVN. Bình thường nha anh em, nhưng mà giá trị thì HVN nó sẽ không bằng đầu ET cái giá trị xe thôi. Còn mà Hồng An nói đây là vấn đề về máy móc nha, chiếc nào cũng y chang nhau nha. Cái giá trị thì đầu ET nó có giá trị hơn là đúng đó anh em. Nhưng mà người sử dụng thì họ chỉ biết là đầu ET có giá trị thôi, còn cái phần máy móc thì họ không am hiểu, họ chỉ nghĩ về cái đầu ET, cái số ET nó sẽ có giá trị hơn. Nhưng mà xe đã cũ rồi, anh em sử dụng chỉ quan trọng là cái cục máy chạy ngon, chạy bốc êm bền, như vậy là đủ thôi anh em. Và con này Hồng An bán là một giá cho anh em chia sẻ nha, rút gốc sang tên, ủy quyền đều được hết nha, 30 triệu anh em. Xe một chủ 202 nha, chữ công, đầu HVN, một con xe là zin nguyên bản luôn nha anh em. Xe này chỉ cặp vỏ thôi, da yên còn, chìa khóa còn, cặp kiến còn, những cái chức zin là còn hết, vàng bạc đẹp, bố thắng dĩa còn đẹp lắm nha, chưa khuyết nha anh em. Xe đi tầm khoảng 30.000 đổ lại thôi, cây cổ bô còn vàng ươm mà, ốc nhái cũng còn trắng sáng nha anh em. Đó, nãy giờ Hồng An quay cũng kỹ lắm, anh em chịu khó coi lại một cái ha. Đó, anh em cặp lốc đó anh em, ở đó đó, vàng bạc lốc còn vàng ươm mà anh em. Ở đó đó anh em thấy không, mang quay xa cái anh em sẽ thấy rõ hơn. Nó rừng quá thì anh em không có được rõ đâu, nó tè ở đó đó anh em. Mình sườn dày cui nha, mình sườn là còn đen mung nha anh em, cho mình sườn anh em té ngửa đó. Cho thành phố mà họ sử dụng kỹ, họ bảo bán kỹ anh em là cực kỳ luôn, riêng về máy nha. Ôi, ở đó đó anh em. Còn mà xe thành phố mà họ đem đi chở hàng là Hồng An là bó tay luôn nha, chở hàng là thua nha. Những cái xe dạng này mà họ để kỹ, họ không đi thì anh em đi thêm 4-5 năm nữa chưa hề hớm gì á. Ở đó đó. Một con xe, anh em chơi đam mê con này được nha. Hàng đẹp thì chỉ có một thôi nha anh em. Anh em nào xem trong cái clip này, anh em chốt được thì chốt luôn nha. 30 triệu, bao hồ sơ, bao ship. Và số điện thoại của Hồng An là 0368888383 và 0907957435 nha, hai số điện thoại. Đó. Quay rất kỹ, rất chi tiết luôn. Rồi Hồng An sẽ thử ra cái kèn một cái ha. Đèn kèn đầy đủ hay không nha. Chi nhanh bên trái. Bên phải là lấy về cũng chưa có kiểm tra đèn nên cũng mới lấy về tức thị luôn anh em, cũng chưa có rửa luôn, chưa bắt luôn. Rồi thử cái kèn, kèn zin nha, tiếng kèn zin nha anh em. Rồi mình loại cái tới cái đèn trước, rồi đầy đủ luôn anh em ơi. Đèn lái sau cũng còn luôn anh em. Top thôi rồi, top thắng không? Còn luôn anh em ơi. Tách chân còn nha. Tách tay còn hay không xong xuôi nha. Tách tay còn luôn. Rồi ok. Nói chung là hệ thống điện đèn còi đầy đủ, tay chân đều có ép top hết ha. Một chiếc xe zin nguyên bản. 4 số một chủ 202. Công chứng ủy quyền. Ok. 30 triệu nha. Giá này là giá không có bớt nha anh em, một con xe này khó kiếm lắm nha. Cục máy, riêng về cục máy nha. Đó, anh em nào không tin cứ đem cái đầu máy ET qua thử nổ máy với con HVN thử coi. Anh em giao lưu thử coi chiếc coi sao. Coi nó có khác không. Đó, cục máy cỡ đó đó anh em.
Cho nên là cái kinh nghiệm là vẫn là kinh nghiệm nha, không gì bằng kinh nghiệm hết á. Khi anh em không hiểu không, đâm ra mình cứ nghe phân tích theo cái nhận định của mọi người, cái ý kiến nó riêng biệt. Riêng về Hồng An sẽ giúp anh em nhận định chính xác hơn, sau này mình có cái kiến thức mình nhận định chiếc xe, những cái dòng máy HV, NET hoặc lốc máy đen, lốc máy trắng gì đó, đó vẫn bình thường. Anh em đừng có đặt nặng vô cái vấn đề cái lốc đen, lốc trắng hay là ET, HVN. Riêng cái clip này hôm nay Hồng An sẽ phân tích cho anh em luôn. Mình mua xe là mua cục máy nha, sử dụng bền lâu, chất bền êm, chứ không phải mình mua cái số ký hiệu của một chiếc xe cái đời nha anh em. Mua là mua để sử dụng, còn nói về giá trị thì thằng người nào đẹp hơn thì nó sẽ có giá trị hơn. Chẳng hạn chiếc xe này HVN và một chiếc xe đẹp như vậy ET, thì tất nhiên cái ET nó lúc nào cái giá trị nó cũng cao hơn. So với hai chiếc mà y chang nhau, chất lượng máy y chang nhau hết, thì ET nó sẽ có giá trị hơn nha. Chứ không phải là nó là bằng giá. Hai chiếc xe, hai cục máy y chang nhau, chẳng khác là cái ký hiệu ET, HVN, thì tất nhiên thằng ET nó sẽ có giá trị hơn, nhỉnh hơn 2-3 triệu đó anh em. Còn nói về riêng mà cái máy móc nó khác, trên là nó khác, thì anh em đừng có phân biệt nha. Vấn đề nằm ở đây. Rồi bye bye mọi người đã xem clip hôm nay. Bye bye.